xót chút phận, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa đấng đang ngự trên trời. Thực là như mắt gia nhân hướng nhìn tay ông chủ của mình, mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa tới khi Ngài thương xót xuất phận. Như mắt những nữ tỳ chăm chú ngó tay bà chú mình, nào nhìn lên Chúa ta luôn tới tận khi nào Ngài xót phận. Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa tới khi Ngài thương xót chút phận. Xin Chúa kiếp đoái tình thương xót, chúng con bị khinh miệt, lời phường tự mãn chê bai, tiếng bọn kêu căng mùa chế nhạo. Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa tới khi Ngài thương xót chút phận.